Kính thưa các bạn, trong doanh nghiệp chúng ta cần phải tập trung cải tiến ba yếu tố rất quan trọng Quy, CD, chất lượng, chi phí và giao hàng đúng hạn Mà mỗi một ngày chúng ta đều là khách hàng Ví dụ buổi sáng khi chúng ta đi ăn sáng Chúng ta mong đợi chất lượng và đáp ứng yêu cầu Giá cả và chi phí phải hợp lý Giao hàng phải nhanh chóng và đúng hạn còn chúng ta khi đi làm chúng ta hoàn toàn tự nguyện chọn công ty này hoặc công ty khác để đi làm chứng tỏ là chúng ta đang bán khả năng trí tuệ sức lực của chúng ta cho các công ty vậy lúc đó công ty là khách hàng thì họ cũng đòi hỏi chúng ta chất lượng chi phí và giao hàng đúng hạn và mỗi một doanh nghiệp đều có khách hàng và khách hàng luôn luôn quan tâm ba yếu tố qcd vì vậy chúng ta đều có các điểm chung do đó tôi kêu gọi các doanh nghiệp hãy xây dựng một cái văn hóa doanh nghiệp lấy khách hàng là trung tâm cụ thể hãy coi công đoạn kế tiếp của mình là khách hàng nội bộ và công đoạn cuối cùng là chúng ta phải chuyển giao cho khách hàng bên ngoài chúng ta phải đảm bảo cải tiến liên tục ba yếu tố qcd để thỏa mãn khách hàng nội bộ và khách hàng bên ngoài đó là cách chúng ta để tồn tại và phát triển